Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quản lý nguồn đến từ thương hiệu JB Arcotic 10 Pro. Đây là một quản lý nguồn được đánh giá là tốt nhất hiện nay vì nó có phần lọc nguồn. Mời các bạn cùng xem chi tiết. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nha. Đó, đây là bên trong của cái quản lý nguồn. Phần này là phần công tắc để mình có thể lắp vào tủ. Sau đó mình chỉ lòn một cái công tắc này ra thôi. Thì mình chỉ cần bấm ở đây là mình điều khiển được nguyên cái hệ thống, không cần phải thò tay vào tắt nha các bạn. Phần dây nguồn được thiết kế rất là to, mềm, dẻo, dai, phích cắm rất là chắc nha các bạn. Đó. Đây là một sản phẩm tốt nhất hiện nay với lý do là nó có phần lọc nguồn ở trong cái quản lý nguồn nha các bạn. Những sản phẩm khác ở trên thị trường thì đa số không có cái phần lọc nguồn này. Đây là tính ưu việt nhất của cái quản lý nguồn JB Arcotic đến thời điểm này. Hiện tại là tháng 8, sản phẩm mới vừa ra mắt nha các bạn. Đây, mình sẽ mở ra review cho các bạn xem. Đó. Mặt trên máy thì mình nhìn đầu tiên sẽ có là tem bảo hành chính hãng. Mình sẽ soạn tin nhắn và gửi để bảo hành ha. Đến từ thương hiệu JB Arcotic thì là luôn cho ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đó. Đây là cái phần CB logo, mã của nó là B10 Pro, có 8 ngõ cắm điện từ 1 đến 8. Đó. Đây là đồng hồ hiển thị số von. Đây là một cái ổ cắm để cho mình lấy điện trực tiếp nha các bạn. Đó. Mình sẽ giới thiệu sơ. Bên hông của chiếc máy thì có tem hàng chính hãng. Đó. Phía sau, những cái ổ cắm ở phía bên trong là được mạ vàng nha các bạn. Đó. Sáng chói. Rồi, mình giới thiệu sơ. Ví dụ các bạn thấy ở trên cái quản lý nguồn nó thường nó ký hiệu nè CH8-1, thì cái ngõ này là ngõ số 8 nha các bạn. Có nghĩa là lúc mình mở ngõ này là đóng điện cuối cùng. Phía bên đây là số 1 ha. Mình sẽ nhìn cái tương ứng cái số đây. Đó. Mình để ý cái số nè, số 8 đầu tiên là nó ở đây. Và số ở bên tay phải là ngõ số 1, là khi mình mở lên thì số 1 nó sẽ hoạt động đầu tiên và số 8 là hoạt động cuối cùng, và tắt cũng ngược lại, tắt là từ số 8 về số 1. Rồi mình sẽ giới thiệu về cái CB. CB này thì nó chịu được dòng điện đến 400V nha các bạn. Đó. 4000A thì nó có khả năng chịu tải nguyên một cái hệ thống dàn âm thanh của mình đi làm show, các bạn yên tâm sử dụng. Đặc biệt dòng này có lọc nguồn luôn nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ đóng CB. Các bạn mở CB là kéo sang bên tay phải. Đấy, điện đã lên. Thì khi mình kéo CB lên như vậy thì cái ổ cắm phía trước này là mình sử dụng điện trực tiếp nha các bạn. Có nghĩa là mình chỉ cần mở CB lên là cái ổ cắm này đã có điện ha. Mình có thể lấy điện trực tiếp, mình xài cái gì đó trước cũng được. Rồi. Để cho máy hoạt động được thì mình sẽ nhìn vào đây có một cái nút. Mình sẽ nhấn vào cái chữ switch này. Thì điện nó sẽ mở từ 1 cho đến 8. Đó, số 1 đã đóng.
Rồi. Ở đây mình thấy có thêm một cái USB power, thì cái này mình có thể cấp điện cho cái ngõ USB này dùng để mình sạc điện thoại hệ điều hành Android đó nha các bạn. Đó, mình nhấn vào là nó có cấp điện qua ha. Rồi. Giờ mình muốn tắt nó thì mình có thể là nhấn vào cái phím này. Đó, máy sẽ tắt từ 8 về 1. Ngoài ra các bạn mở CB lên mà các bạn chỉ mở một vài cái thiết bị, ví dụ như đầu tiên mình cắm TV thì mình chỉ việc bấm một cái phím bất kỳ, ví dụ như TV ở đây mình sẽ cài cho nó là số 1 đi, thì mình sẽ nhấn vào là nó chỉ mở đúng một cái ngõ này nha các bạn. Đó, rất là tiện lợi. Và mình cũng có thể tắt nó. Đó, nhấn vào là nó sẽ tắt ha. Mình giới thiệu thêm một cái tính năng nữa. Ví dụ các bạn mở lên hết 8 ngõ này, có một số thiết bị nào đó các bạn không cần xài thì mình cũng có thể tắt luôn ha. Đây, ví dụ ngõ số 7 mình không xài thì mình có thể tắt được. Đó. Như vậy là xong. Tiếp theo là cái bước này mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nội thất bên trong. Khi các bạn mua sản phẩm thì các bạn không cần phải tháo giống như mình nha, bởi vì nhà sản xuất họ đã dán tem hàng chính hãng rồi. Ở đây mình tháo ra để mình review cho các bạn xem phần nội thất, để mà các bạn bỏ ra cái số tiền mua đúng với cái chất lượng của cái sản phẩm ha. Rồi, sau đây mình xin giới thiệu phần nội thất bên trong của quản lý nguồn JB Acoustic B10 Pro. Đây là phần lọc nguồn Made in Mexico, hàng rất là chất nha các bạn. Đó, các bạn yên tâm mà sử dụng. Đây là phần CB, nguồn sung. Các bạn nhìn thấy những cái rờ le đóng mặt trễ rất là chắc không? 40A nha các bạn. Đó. Đây là cái mặt phần điều khiển cái màn hình. Nhiều khi các bạn bỏ ra số tiền mà các bạn mua những cái hàng kém chất lượng, không biết cái nội thất nó bên trong như thế nào. Thì để tránh tình trạng đó thì cái kênh của mình là chuyên giới thiệu những cái sản phẩm đầy đủ và tính năng, đặc biệt là bên mình bán là có giá, các bạn tham khảo vừa túi tiền mua đúng với chất lượng các bạn mua ha. Thì giá mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả, các bạn xem vào đó. Lưu ý nha, bên mình bán báo giá là đã có phí ship luôn đó, các bạn yên tâm không phát sinh thêm bất kỳ một cái phí nào hết đó. Giá sản phẩm mình để bao nhiêu là mình thu đúng cái số tiền như vậy. Nội thất rất là chất nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh.